Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hướng dẫn các tiện ích trong phần mềm AutoCAD. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn là Automatic Dimension trong AutoCAD nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây, rồi có hình dạng như thế này nha. Bấm cho AB phở nè. Thì lót cái ứng dụng AD nè. AD này. Rồi chúng ta tắt AD nè. Đó. Enter một cái nữa. Đó ra nè. Thấy không? Rồi cái này nha. Ok. Enter. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, chọn đối tượng 3. Rồi, chúng ta cái nữa. Đó, tự động ra chiều dài nữa không? Thấy không? Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.